Chào các bạn đến kênh xe một cách 24 giờ. Quay 110 độ cực chất với cái bộ con tay của Biker Bình Dương. Và phiên bản Wave Alpha sản xuất ở Việt Nam, người Việt đã biết đến chiếc Wave 110 do mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và coi nói Honda Wave đã trở thành hậu vệ của những chiếc Super Cup và Rim trước đó, đã trở thành một trong những mẫu xe số hồng được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Wave 110 độ cực chất với cái bộ con tay của Biker Bình Dương. Dàn đầu xe độ được thay đổi rất nhiều món đồ chơi như bao tay Daytona kết hợp cùng với cụm tăng tốc UMA cho hành trình dây càng ngắn hơn, tăng tốc lại hơn. Cái chợ sáng LED L4 tinh 40W cho ánh sáng rất tốt khi vào đêm. Nhìn ngắm xuống cái dàn chừng cho ta thấy được cái sự thể thao hầm hố đến từ cái chú heo dầu của Racingboy 2 bit kết hợp cùng dây dầu Morin và đĩa kiểu. Soi gần hơn với cặp mâm Racingboy 5 cây được trang bị cái lớp Michelin City Grip Pro. Góc nhìn hoài niệm về cái bộ tem từng làm mưa làm gió thị trường xe số hơn 10 năm qua. Nếu chịu khó nhìn kỹ, ta thấy được chủ xe lên cái bộ nồi con tài, các chân kéo xe to lớn, cặp buộc Racingboy giúp cho xe có một diện mạo cứng cáp hơn rất nhiều. Vario 110 độ tinh tế với các món đồ chơi đậm chất thương gia. Trang bị cho dàn vỏ ngoài một ít món đồ chơi chuyển, nhưng làm cho chiếc Honda Vario 110 trở nên lung linh, cá tính hơn rất nhiều. Nhìn đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào nha các chế. Vario 110 độ tinh tế với các món đồ chơi đậm chất thương gia. Khoác trên mình một cái phong cách là ấn tượng với cái tông màu đen nhám, lịch lãm, kết hợp cùng với gối đồ chơi cực chất, làm cho chiếc tay ga này trở nên vô cùng ấn tượng. Chế độ thêm cái tay thắng CRG 6 số tăng đưa tùy theo kích cỡ tay người dùng. Dàn đầu trông rất hợp hố thể thao, làm siêu lòng rất nhiều biker trẻ. Hai bên phần lốc máy được trang bị cái full ốc rô ti nằm khắp mọi nơi, đếm không hết. Cây bô 4 rốt đem lại cho một diện mạo ngoài thanh lịch hơn cho xe, cùng với đó là hơi thở đầy mạnh mẽ. Đầu miệng ống xả còn được trang trí bằng hai cái ốc rô ti. Phục Ohlins bình dầu rời đem lại độ nhún nhảy êm ái hơn và tăng thêm cái sự đẹp trai cho chiếc xe lên một tầm cao mới. Ngắm nhìn em ấy thật lâu, con tim anh yếu mềm. Cảm ơn bạn đã đến này clip, nhớ like, subscribe.